Để nhập liệu nhanh 5 triệu thay vì nhóm ta nhập 6 số 0 thì chúng ta cần nhập như sau: 5 e 6 enter ra là xong. Tương tự 50 triệu là 5 e 7 các bạn ha. Đó. Trong trường hợp ra chúng ta bị sai định dạng, các bạn bôi đen vùng đó và chọn lại định dạng cho mình là dạng bình thường general. Ok, định dạng thêm phân cách hàng ngàn dấu phẩy nữa. Đó, bạn chỉnh lại là xong. 5 tỷ thì là 5 e 9 các bạn ha, là 9 số 0. Đó, tương ứng 500.000 là 5 e 5 là các bạn sẽ ra được 500.000. Ok.